Xin mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Hoa với nhạc phẩm Lối Về Đất Mẹ. Cảm ơn tất cả các anh chị em ca nghệ sĩ. Sau Ngọc Hoa là ca sĩ Sao Mai, để chúng ta chuẩn bị, và anh chị em liên khúc Lòng Mẹ cũng chuẩn bị luôn. Xin mời quý vị một tràng pháo tay cho ca sĩ Ngọc Hoa. Hoa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị. Và nhạc phẩm Lối Về Đất Mẹ của cố nhạc sĩ Duy Khánh xin gửi đến quý vị. Yeah.
sông Vũ. Chiều 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 trông về biển thâu, lòng con mời hoan quân ơi à, ca sĩ Ngọc Hoa nhiều nhiều nhiều, thật là nhiều. Tiếp nối chương trình xin